Chào mừng các em trở lại với video kể chuyện cho bé. Các em thân mến, trong video ngày hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe hai câu chuyện cổ tích xoay quanh về nội dung nói đến sức mạnh của con người và việc sử dụng sức mạnh đó vào những việc làm có ích như thế nào. Các em chú ý lắng nghe nhé. Câu chuyện thứ nhất, thần gió và mặt trời. Sau khi gây ra thiên tai, bão táp, làm đổ sập nhà cửa, cây cối, thần gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm, thần gió tranh cãi với mặt trời, xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành đang khoác chiếc áo tơi đang đi. Mặt trời bảo: chẳng cần phải cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là người mạnh nhất. Thần gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ sạp, những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên kèm với cái lạnh buốt da buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người đi bộ càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho thần gió không có cách nào lột được chiếc áo kia ra. Đến phiên mặt trời, từ trong đám mây đen, mặt trời từ từ ló dạng, những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp thoải mái, mặt trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi, người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra. Qua câu chuyện thần gió và mặt trời, chúng ta rút ra được bài học rằng sức mạnh không hẳn đến từ sự hùng dũng mạnh bạo, mà đôi khi sức mạnh lại đến từ sự nhẹ nhàng đơn giản. Các em nhớ nhé. Chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện thứ hai nào. Câu chuyện thứ hai có tựa đề Tôi muốn húc. Đó là một chú dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo tèo nhưng lại hay cả khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay đi cả khịa với mọi người. Tôi muốn húc, nào ta húc nhau một cái chơi. Để cho ta yên, bác cả chống tay nói rồi trịnh trọng tránh ra. Nào ta húc nhau chơi nào. Chú dê lân la đến gạ lợn con. Lui ra, chú lợn còn đáp lại rồi đưa chân sau cao đất. Dê ta lại chạy đến một bác cừu già. Nào ta húc nhau một cái chơi. Đi chỗ khác, bác cừu khẩn khoản. Hãy để ta yên, ta không mặt mũi nào đi húc nhau với chú. Nhưng tôi muốn. Thôi ta cứ húc nhau một cái chơi. Bác cừu không nói gì, lẳng lặng đi chỗ khác. Dê ta lại nhìn thấy một chú chó con. Nào bắt đầu. Chú chó con hăm hở lao đến cắn ngay vào chân dê một miếng thật đau. Ôi hượm đã, chú dê ta bật khóc. Ta thì ta muốn húc, thế mà cậu lại làm gì thế này. Còn ta thì ta muốn cắn, chó con đáp và bối thêm cho dê ta một miếng rõ đau nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện tôi muốn húc, chúng ta rút ra được bài học rằng dê con không biết lượng sức mình, cứ tưởng cái sừng của mình lợi hại lắm, gặp ai cũng muốn húc ra oai, nhưng cuối cùng bị chó con dạy cho một bài học nhớ đời. Video đến đây là hết rồi đấy các em ạ. Qua hai câu chuyện trong video chị vừa kể, chúng ta nhận ra rằng nếu như chúng ta có sức mạnh, hãy biết lượng sức mạnh của mình, dùng sức mạnh của mình vào việc giúp đỡ người khác và làm những việc có ích cho xã hội, cho mọi người xung quanh chúng ta các em nhé. Và đặc biệt, một điều rất gần gũi với chúng ta nữa, đó là hãy sử dụng sức mạnh, hay nói cách khác là sử dụng sức khỏe của chúng ta để làm cho chúng ta thật khỏe mạnh, để có sức học tập và làm những việc tốt khác bên ông bà cha mẹ các em nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong video lần sau với thật nhiều câu chuyện lý thú và những bài học bổ ích.